Gần 18 giờ, những con phố ở trung tâm thủ đô Hà Nội được trang trí từ nhiều ngày trước đã bắt đầu lung linh ánh đèn. Những bản thánh ca cũng được vang lên. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp mọi nơi. Năm nào cũng thế, vào thời gian này, các tỉnh miền Bắc lại chìm trong một đợt gió mùa đông bắc với nền nhiệt độ giảm sâu. Song giá rét cũng không ngăn được dòng người đổ ra đường. Tuy là thời tiết này thì rất thuận lợi cho việc đi chơi Noel. Và đây là Noel đầu tiên chúng tôi yêu nhau nên là tôi nghĩ là năm nay là một Noel rất là ý nghĩa. Theo nhiều người dân, không khí Giáng sinh năm nay ở Hà Nội không sôi động bằng những năm trước. Nguyên nhân là do kinh tế đang khó khăn, các khoản chi cho trang trí mừng Giáng sinh bị cắt giảm. Nhưng tất cả vẫn đang mong về một điều gì đó tốt đẹp trong năm mới. Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm, nhưng không khí đón Giáng sinh thì ngày một nóng dần lên. Khi gần đến thời khắc quan trọng, những khu vực như bờ Hồ Hoàn Kiếm, nhà thờ lớn, hàng ngàn người đã tập trung tại đây. Lực lượng giao thông đã phải cố gắng hết sức để đêm Giáng sinh được trọn vẹn. Đến cái thời điểm Noel mà thì trời rất lạnh, thì năm nay như thế là thời tiết rất là đẹp. Thế nhưng nếu như giả sử mà có một chút mưa nhỏ nữa thì thời tiết Noel còn đẹp hơn nữa. Dường như tiết trời rét buốt không những không làm nguội đi sự náo nhiệt và rộn ràng mà lại tạo nên một đêm Giáng sinh ấm áp với những lời chúc an lành trao cho nhau vào thời khắc tiếng chuông nhà thờ reo vang. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ khá sớm khi thành phố vừa lên đèn, từng dòng người đã ùn dồn về khu vực trung tâm. Trái ngược hẳn với thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh trong tiết trời khá nóng. Không được khoác lên mình những chiếc áo khoác bông dạ hay quàng những chiếc khăn ấm, nhưng không phải vì thế mà người dân phương Nam giảm bớt sự hào hứng đối với ngày Noel. Ôi, đông vui năm trước, nhưng mà mấy năm nay thì không có mát mẻ như năm trước, nóng, thời tiết nóng, nên nếu mà muốn diện đồ đẹp thì cũng rất là khó. Cảm giác rất là nóng, nhưng mà cũng khá là vui. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cách để đón một mùa Giáng sinh mới. Dạo phố ngắm nhìn sự lung linh sắc màu của đèn trang trí, tụ tập bên bạn bè với những ly trà đá vỉa hè, hay bên những người thân để ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp trong một đêm đặc biệt. Không chỉ tại các tụ điểm công cộng, không chỉ có trên đường phố mới đông đúc và nhộn nhịp, mà tại các nhà thờ cũng có sự hiện diện của hàng nghìn người. Họ đến chiêm bái, ngắm nhìn những hàng đá mô phỏng nơi Chúa được Giáng sinh để cầu nguyện sự bình yên cho gia đình, người thân và cho xã hội. Đúng 0 giờ, tiếng chuông nhà thờ vang lên, cũng là thời điểm báo hiệu thời khắc thiêng liêng đã đến. Báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại về trong bình an và hạnh phúc với người dân thành phố Hồ Chí Minh.